Mao Đại Ủ năm 1992, hơn 1 triệu đô một chai lận đó. Anh đúng là khách sáo thật nha. Ly rượu không ngon làm sao ngồi tập sự được chứ. Đúng 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 đúng. Tôi chuẩn bị vào hôm mở tiệc trọng môn, giết chết 4 tên khốn đó trả thù cho đức tính. Anh Kiên à, Quan Hỷ với tôi đích thật có chút giao tình đó. Nếu anh thật sự có giao tình với hắn thì mỗi năm nhớ tới mộ cúng hắn là được rồi. Tiền tôi chuyển hết cho anh rồi mà. À, phải phải phải, tôi cũng chỉ mèo khóc chuột giả từ bi một chút thôi. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa tới đó làm sao nói rồi. Nói tới 4 tên khốn nạn đó đã giết chết con trai của tôi làm Trường Hưng tan nát. Cũng may có anh Kiên đây giải quyết 4 tên đó giùm. Dừng lại Trường Hưng, thứ nhất để giúp con trai tôi trả thù, thứ hai gây dựng lại Trường Hưng. Cho dù ba tôi còn sống cũng sẽ nói như vậy thôi. Vị trí trưởng quản của Trường Hưng chỉ có anh Kiên đây mới có đủ tư cách để ngồi. Anh sợ đúng là rất biết nịnh tôi đó. 20 triệu đô đó đáng trả lắm nghe. À, phải rồi, anh có cần tôi rơi thêm vài giọt nước mắt nữa không? Hỏi thiệt anh nghe, anh giúp tôi làm vậy, tôi thật sự rất cảm ơn anh đó. Vì vậy tôi cũng nên chịu trách nhiệm nói với anh một tiếng tù lao tôi không có đưa thêm đâu. Nhưng mà nếu như anh dám giở trò và làm hư chuyện này rồi thì tôi đảm bảo anh chết cả chắc. Người già rồi, nước mắt cũng đã cạn rồi, có tôi rơi vài giọt nước mắt đó chắc cũng hơi khó. Nói thật chứ, từ ngày con trai của tôi lấy đi cái dấu ấn rồi đuổi tôi về Canada cho tới bây giờ, hôm nó chết tôi cũng không có hề rơi một giọt nước mắt nào hết á. Anh cũng kiên cường lắm. Anh Thiên à, nói thật cho anh biết nha, thằng cha chết tiệt của tôi cứ muốn chiếm lấy Trường Hưng công buồn, trước sau gì ông cũng sẽ chết mà thôi. Hồi đó khi tôi chỉ mới có 50 mấy 60 tuổi, tôi cũng từng nghĩ làm sao để làm tốt cái xã đoàn này, hy vọng làm tốt cái xã đoàn để cho thằng cha chết tiệt đó coi đó. Ai ngờ sau khi tôi tiếp quản được vài năm, vừa bị máu cao vừa bị tiểu đường lại suy thận nữa, sau đó tôi đã nghĩ thông hết rồi. Tôi thà quay về Canada ngồi rung đùi lấy tiền của mấy người còn sung sướng hơn. Vì vậy không phải tôi nịnh anh đâu, vị trí trưởng quản của Trường Hưng anh cho tôi cũng không có làm đâu. Ông nội từng nói ba là một người tầm thường, thì đã ông ấy không những là tầm thường, ông ấy là một thằng khốn nạn. Vì tiền bạn đừng ông nội, ông ta không có tư cách làm người họ Nguyễn. Anh Vinh, tôi không phải là Vinh, tôi là Nguyễn Đức Lễ. Cái tên này là do ông nội đặt cho tôi. Không có ông nội thì tôi không thể ra đời được. Bởi vì có Trường Hưng mới có Nguyễn Đức Lễ. Bác Vĩnh Hằng sẽ ra sao tôi không quan tâm, nhưng mà Trường Hưng đó là tâm huyết của ông nội tôi. Tôi sẽ không giao cho người ngoài đâu. Di Tắc Vinh, bây giờ em đang ở nhà anh. Anh đã quên mất đã có hẹn với em phải không? À, về rồi. Bị sao vậy? Cẩn thận đó. Anh làm sao vậy? Từ anh uống nhiều rượu lắm hả? Bà nội của anh là một tên khốn nạn. Ông ta là một tên khốn nạn. Anh đã bắt Di kìa, nên buồn lắm phải không? Anh chỉ muốn là một người bình thường thôi. Tại sao lại khó tới như vậy? Tại sao? Nguyễn Đức Lễ,
Cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật, nhận ra thân phận của mình rồi. Máu trên người của anh là của Ngụy gia Trường Hưng. Bây giờ anh đang gánh lấy kỳ vọng của ông nội anh. Sứ mệnh của anh chính là phải khôi phục Trường Hưng, chấn hưng lại danh dự của gia tộc anh. Lúc đó anh đã bỏ thân phận Ngụy Đức Lễ này, thậm chí còn giết chết người trung thành nhất với anh, Ngụy Tiến Phong. Nếu như bây giờ anh quay trở về thì công sức trước đó của anh sẽ mất hết. Anh chọn lựa quay về bởi vì đó là định mệnh của anh. Không lẽ anh có thể đứng nhìn Ngụy Tùng Sơn bán đứng Trường Hưng sao? Sau đó bị Tần Chi Kiên giật đi tâm quyết của ông nội anh đã sáng lập mấy chục năm. Anh phải nhớ một điều, lâu nay anh đều dùng thân phận của Di Tắc Dinh ở bên cạnh Trương Kỷ Tư. Anh có từng nghĩ qua, bây giờ anh làm lại Ngụy Đức Lễ, anh sẽ mất cô ấy. Một người phụ nữ, chỉ là một người phụ nữ thôi, quan trọng hơn cả phong công dĩ nghiệp của gia tộc anh sao? Trương Kỷ Tư trong lòng anh chỉ là một người phụ nữ tầm thường thôi sao? Im đi! Vậy rồi à? Em cứ tưởng anh bị ngộ độc rượu, muốn đưa anh đi nhập viện. Vừa rồi xin lỗi nha. Em hiểu cảm nhận của anh. Tuy em không có đồng cảm gì, nhưng em hiểu được cảm nhận bây giờ của anh. Bởi vì em cũng có một người cha rất xấu xa. Lúc còn nhỏ, em chưa từng mở lời nói câu nào. Ba em tưởng em bị câm, cho đến sau khi anh nổ súng bắn chết ông ấy, em mới bắt đầu học nói chuyện. Bác sĩ trị liệu tâm lý nói là bởi vì cuối cùng em đã cảm thấy rằng có thể yên tâm biểu đạt bản thân. Anh biết em muốn an ủi anh, nhưng anh khác với em, chuyện của ba em đã qua lâu rồi. Em cũng đã bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mà chuyện của ba anh, vấn đề vẫn luôn tồn tại, không giải quyết được, cũng không trốn tránh được. Anh cảm thấy em đã quên được ông ấy. Hồi đó anh luôn chuyển tiền cho em, muốn đền bù lại cho em, nhưng em không xài một xu nào, vì em muốn vạch rõ ranh giới với mọi chuyện của quá khứ. Em không muốn nghĩ tới ông ấy. Nhưng bây giờ em ở bên cạnh anh. Bây giờ em vẫn còn nhớ đến ba em, nhớ đến ông ấy tổn hại em thế nào. Suốt đời này em cũng không thể quên được. Nhưng nếu như em đã chọn lựa ở bên cạnh anh, em sẽ xử lý được. Em không biết nói những lời ngon ngọt an ủi dỗ dành anh, bởi vì em thấy tất cả toàn là những điều nhảm nhí. Nếu như không buông được thì mặc kệ nó. Vậy anh có nên chấp nhận bản thể đích thực của mình không? Còn em, em sẽ chấp nhận làm người của anh không? Rồi, xong rồi, cuối cùng cũng được ăn. Ôi trời ơi, có ba người thôi mà, sao mà nhiều thịt quá vậy? Có ăn hết không đó? Lần trước em mua sẵn thịt đợi anh về nhà, ai dè anh về tới nhà với bộ dạng say mềm, làm hại em cũng không được ăn. Cho nên em quyết định tối nay ăn luôn phần của hôm trước. Hai người có hiểu không hả? Lúc mình muốn ăn món ăn đó nhưng cuối cùng lại không ăn được, cảm giác không có được nó tệ lắm. Cho nên giống như vụ án Ban Vĩnh Hằng vậy, rõ ràng cứ tưởng đã điều tra kỹ càng rồi, ai dè cuối cùng mới phát hiện được thì ra đầu não đã chết đó là giả. Em ghét nhất vụ án chưa được giải quyết. Chúng em nhất định phải tìm được tên Ngụy Đức Lễ thật sự đó. Chúng em còn ai đang điều tra Ngụy Đức Lễ nữa? Trác Khải, Quang Hỷ, Thiên Đường và Thục Mai. Có cần chờ phần anh không? Không biết ai nói phải công tư phân minh. Trong công ty thì không được nói chuyện riêng, nhưng bây giờ cũng không nên nói chuyện công việc đâu ha. Ok ok. Anh muốn ăn cái gì?
em nướng cho anh ăn. Ừ, cánh gà đi. Theo chí kiến này xin tuyên bố sẽ tiếp quản vị trí trưởng quản của xã đoàn. Ông nói Nguyễn Đức Lễ là một người khác, vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Thần chí kia làm nhiều chuyện như vậy, không chỉ đơn thuần muốn làm trưởng quản của Trường Hưng không thôi. Bộ miếng ngọc bài, trong đó chỉ thị nơi cất giấu bí mật của Trường Hưng, tìm được bí mật của Trường Hưng cũng đồng nghĩa trong nắm được vận mệnh của Trường Hưng.